chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ tại sở văn hóa thể thao và du lịch dự hội nghị có đồng chí trần duy đông phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn tuấn khanh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy lãnh đạo một số sở ban ngành Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định số 1539 ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Trí Tuệ, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, giữ chức giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí tân giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng với sức trẻ, kinh nghiệm công tác, đồng chí ngô trí tuệ tiếp tục phát huy trách nhiệm đoàn kết cùng lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức ngành văn hóa thể thao và du lịch hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh giao tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị kinh nghiệm công tác tham mưu đắc lực hiệu quả cho ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch Trước mắt là các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành văn hóa thể thao và du lịch năm 2024 và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Trí Tuệ hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng và sự phát triển chung của tỉnh.